Những người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là những người con xứ Huế, ít nhiều cảm nhận được có một cái gì đó gần gũi, thân quen từ ngôi nhà có tên là ngôi nhà Việt, tọa lạc tại quận 16 của Budapest. Bởi nó được xây dựng mô phỏng theo kiến trúc di tích đại nội của cố đô Huế đã đi vào hoạt động gần 2 năm nay. Nhiều vật liệu xây dựng, nội thất và trang trí ngôi nhà này đều được chủ nhân của nó, chị Nguyễn Phương Thảo, một người con xứ Huế cất công về Việt Nam mang sang. Đây là nơi mà chị Thảo muốn lưu giữ, giới thiệu văn hóa Việt Nam cho cộng đồng người Việt tại đây và đặc biệt là cho những người bạn Hungary. Thứ Sáu tuần đầu tiên hàng tháng, hàng chục người Hungary đã từng học tập và làm việc tại Việt Nam đều tìm đến đây để ôn lại những kỷ niệm về quãng thời gian sinh sống tại Việt Nam. Tại đây, người ta có thể uống trà, nghe nhạc Việt, xem tranh ảnh hiện vật hay thưởng thức ẩm thực Việt Nam tại ngôi nhà này. Trong không gian này tôi cảm thấy rất bình yên, rất là thoải mái. Cái gì cũng rất là đẹp. Mọi thứ đều rất là bình yên từ bên trong đến bên ngoài ngôi nhà. Tiếp xúc với người Việt Nam, tôi thấy rất thích văn hóa Việt Nam, tôi thích các món ăn của Việt Nam, tôi thích uống nước chè, con người Việt Nam rất thân thiện. Mục đích chính của ngôi nhà Việt này là tôi muốn xây lên để cho tất cả những người Việt Nam sinh sống trên đất nước Hung luôn luôn nhớ về quê hương. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tôi muốn trẻ em Việt Nam sinh ra trên đất nước Hung hiểu thêm về văn hóa của Việt Nam, về phong tục tập quán, về những điều rất là hay của bản sắc dân tộc mà những người Á Đông mình hoàn toàn khác những người châu Âu. Phần thứ hai thì tôi muốn giới thiệu cho bạn bè quốc tế nói chung và bạn bè Hungary nói riêng cảnh đẹp của Việt Nam và con người Việt Nam rất là thân thiện. Không như những người bạn mà tôi hay hỏi thì người ta chỉ biết Việt Nam qua chiến tranh chứ người ta không hề biết gì về Việt Nam. Thế là tôi muốn đem tất cả những cái gì mà tôi đã làm được để cho người Hung biết thêm nhiều về Việt Nam, về con người Việt Nam và cảnh đẹp của đất nước mình. Không kể đến các dịp lễ Tết, gia đình chị Hoa cũng như bao gia đình Việt Nam khác tại Hungary đều thắp hương cúng ông bà tổ tiên vào mỗi dịp mồng 1 hay ngày rằm âm lịch hàng tháng. Điều này vẫn được gia đình chị duy trì đều đặn từ ngày rời Việt Nam qua đây định cư. Bởi chị tâm niệm rằng, đã là người Việt Nam thì dù ở đâu cũng luôn nhớ đến tổ tiên, nhớ đến nguồn cội và muốn các con của chị luôn khắc ghi truyền thống này của dân tộc. Việc cúng ông bà tổ tiên nhà tôi thì được duy trì vào thường vào một tháng là hai lần, và ngày rằm và ngày mùng 1. Cúng ông bà tổ tiên có một cái ý nghĩa rất quan trọng đối với gia đình tôi nói riêng và tất cả mọi người xa xứ nói chung, là để tưởng nhớ đến những ngày của ông cha tổ tiên mình đã mất. Và cái thứ hai là đối với ngày này nó cúng lễ để còn hướng để còn giáo dục cho con cái và các thế hệ sau để tưởng nhớ đến cội nguồn. Còn đây là vườn Quán Âm hay Quán Âm Đạo Tràng, tọa lạc ngay trong khuôn viên của gia đình anh Dương Tuấn Long ở Budapest, nơi mà đông đảo bà con người Việt vẫn tìm đến cho đời sống tâm linh của mình. Do chưa có điều kiện xây chùa nên trước kia bà con người Việt vẫn đi lễ Phật tại các chùa của cộng đồng người Hoa ở Budapest. Chính điều này đã khiến bà con Phật tử người Việt quy tập lập ra vườn Quán Âm để cùng nhau tụng kinh niệm Phật trong một không gian thân quen gần gũi, với tâm nguyện tìm về bản sắc đạo Phật của dân tộc. Đạo Phật Việt Nam có rất lâu rồi, lâu hơn cả Trung Quốc. Mà bà con Việt Nam ấy thì lại hay đến sinh hoạt ở các chùa của người Trung Quốc tại Budapest này. Thì tiếng tăm thì không biết, thành ra là đến đây cũng không có giúp được gì cho bà con nhiều. Nên chúng tôi quyết định rằng là cái nơi này là nơi để bà con đến tu tập, để có thể tụng kinh, làm những khóa lễ bằng tiếng Việt, để mà giữ được cái truyền thống của người Việt Nam mình. Chúng tôi quyết định thành lập cái đạo tràng này để cho bà con đến tu tập và đến để mà học hỏi, mọi người học hỏi lẫn nhau, để mà có một tình yêu thương đoàn kết mà truyền thống của Việt Nam từ xưa đến nay cũng có. Vườn Quán Âm ra đời vào cuối tháng 8 năm nay. Đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của gần 200 Phật tử, trong đó có hơn 100 Phật tử người Việt tại Budapest. Đặc biệt, có đến 70 Phật tử là người Hungary cũng tìm đến đây để sinh hoạt tín ngưỡng với cộng đồng người Việt.
Tất cả cuộc đời của tôi đều đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi của tôi về cuộc sống, về con người. Trước kia tôi là người Thiên Chúa giáo, thế nhưng khi tôi tìm hiểu về Phật giáo, rồi thì tôi cảm nhận được những câu trả lời của mình ở trong đạo Phật. Tôi cũng có dịp tìm hiểu về Phật giáo của Việt Nam và biết được qua một số buổi gặp gỡ với các vị tăng của Việt Nam. Chúng tôi thường tìm đến đây để thực hiện các khóa tu tập khoảng 2 tuần một lần. Việc xây dựng một ngôi chùa Việt Nam tại Budapest đang là tâm nguyện của nhiều bà con nơi đây. Hiện một số người Việt tại đây đã phát tâm đề xuất và nhận được sự ủng hộ của chính quyền sở tại cho phép xây dựng một ngôi chùa của cộng đồng người Việt nhằm đáp ứng đời sống tâm linh ngày càng cao của bà con. Bởi vậy, một ngôi chùa với kiến trúc và văn hóa Việt Nam sẽ hiện diện tại thủ đô Budapest có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary với gần 5.000 người chỉ định hình rõ nét và phát triển trong khoảng chục năm gần đây. So với các cộng đồng người Việt tại các nước châu Âu khác, con số này có phần ít hơn. Bà con sống chủ yếu ở thủ đô Budapest, còn lại một số ít sinh sống và làm việc ở một số thành phố khác của nước này là Szeged và Debrecen. Bằng tấm lòng luôn hướng về đất nước, cộng đồng người Việt tại đây trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động hướng về quê hương, như các hoạt động từ thiện ủng hộ đồng bào trong nước gặp thiên tai, đồng bào nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Với cái phẩm chất là chịu thương, chịu khó và với một cái sự thông minh, sáng tạo, năng động của người Việt Nam, thì sau một thời gian phải nói là người bà con tại đây cũng đã ổn định được cuộc sống và cũng khá là khấm khá. Ngoài một số người vẫn tiếp tục làm việc cho giảng dạy tại các trường hoặc là làm việc tại các viện nghiên cứu, thì một số thì làm việc cho các cái công ty, các cái cơ quan của chính quyền Hungary, còn lại phần đông ấy là làm ăn kinh doanh, thế và cũng khá là thành đạt. Và cộng đồng thì nhìn chung là rất là tốt, bởi vì là gắn bó rất là chặt chẽ với trong nước và cũng có rất là nhiều hoạt động để hướng về quê hương đất nước. Tuy không đông, nhưng cộng đồng người Việt hòa nhập và xã hội sở tại rất tốt. Quận 16 là một trong số các quận có đông người Việt Nam sinh sống. Những lần tiếp xúc với cộng đồng người Việt tại đây đều để lại ấn tượng tốt đẹp đối với lãnh đạo chính quyền quận 16. Trong đó có Kovács Rajmund, phó thị trưởng quận này. Tôi có thể nói, trong thời gian gặp gỡ nhiều người Việt Nam sinh sống ở quận chúng tôi, thì nói chung tất cả những người Việt Nam ở đây đều làm việc rất chăm chỉ tận tình. Người ta cũng hòa đồng với cộng đồng người sở tại. Đặc biệt trong năm ngoái, một ngôi nhà văn hóa Việt Nam đã được khánh thành tại quận của chúng tôi. Tôi có cảm nhận rằng là tiếp xúc với những người Việt Nam ở đây, người ta có thể dễ cảm nhận rằng họ như được sinh ra trên đất nước Hungary. Gần 5.000 người Việt tại Hungary, con số này có phần nhỏ bé so với cộng đồng người Việt tại các nước khác trên thế giới nói chung và các nước châu Âu nói riêng. Trên đất nước Hungary tươi đẹp và thanh bình này, dường như tất cả người Việt Nam đều đang cố gắng từng ngày để vươn lên và khẳng định chính mình. Song điều đặc biệt nhất từ bà con nơi này chính là sự đoàn kết, là tinh thần dân tộc của một cộng đồng có bản sắc.